Xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô của Salon Luxury Car Hải Dương, có địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Quý vị có thể gọi vào số 0828 066 166 với số 0978 607 555, kết nối Zalo, Facebook với hai số trên để xem được nhiều thông tin, nhiều mẫu xe nhất mà Salon nhà em đăng tải lên hàng ngày. Thì tại đây Salon chúng em chuyên mua bán trao đổi tất cả những dòng xe đã qua sử dụng và đều có cam kết bằng văn bản đóng dấu đỏ công ty. Thứ nhất là xe không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích. Thứ hai, giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Cái thứ ba là không lỗi phạt nguội. Thì ngoài bán ra thì bên Salon em còn thu mua tất cả dòng xe đều đã qua sử dụng, trao đổi tất cả những dòng xe đều đã qua sử dụng. Thì quý vị, quý chị có nhu cầu mua bán trao đổi thì cứ gọi cho em. Và ngày hôm nay bên Salon em vừa về thêm một mẫu xe mới nữa. Đây là chiếc Kia Sorento, xe cực chất luôn nhé, xe cực chất, sản xuất cuối năm 2015 và đăng ký lăn bánh lần đầu 2016. Động cơ 2.4 máy xăng, xe được lên full đồ chơi rồi, bậc lên xuống đầy đủ. Xe này mới sử dụng được tầm khoảng 60.000 km thôi, còn rất là đẹp. Trang bị cảm biến trước sau, màn hình cam lùi. Đây, xe có đèn bi xenon, giải led định vị ban ngày. Đăng kiểm đến tháng 7 năm 2021. Chiếc Kia Sorento 7 chỗ ngồi này cùng phân khúc với Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner. Ghế da màu đen còn cực kỳ là mới. Có màn hình này, cam lùi này, công nghệ xanh eco, tiết kiệm nhiên liệu. Ghế da còn rất là đẹp, ghế da màu đen còn rất đẹp luôn. Điều hòa 3 vùng luôn. Bốn mắt cảm biến trước, bốn mắt cảm biến sau, cam lùi, màn hình đầy đủ. Đây, 7 chỗ ngồi và chiếc xe này có thể đi được 8 người. Hiện tại chiếc xe này em đang chào bán ra mức giá chỉ có 595 triệu thôi. Đăng ký lần đầu 2016 và xe mới đi được hơn 60.000 cây. Đăng ký lần đầu 2016 nhé. Giá 595 triệu. Động cơ 2.4 máy xăng, số tự động. Rồi, ghế lái chỉnh điện 12 hướng. Đây, dưới nắp capo là động cơ máy xăng 2.4, còn rất đẹp. Máy rất mới. Cam kết 100% máy nguyên zin, máy số nguyên zin, chưa từng đại tu. Và sau khi kết thúc cái video này, quý vị, quý chị có nhu cầu muốn sở hữu, muốn mua chiếc xe thì vui lòng liên hệ ngay cho em vào số 0828 066 166 với số 0978 607 555. Em nhắc lại một lần nữa thông tin về chiếc xe này. Đây là chiếc Kia Sorento 2.4 máy xăng số tự động. Xe phải nói là siêu cọp luôn, rất đẹp. Sản xuất cuối năm 2015 và đăng ký lăn bánh lần đầu 2016. Xe này đang được chào bán mức giá là 595 triệu. Hỗ trợ vay vốn ngân hàng được 60% giá trị xe. Quý vị xem thấy hay thì đừng quên ấn vào ô đăng ký kênh
cái ô đăng ký kênh màu đỏ và kích vào cả chuông bên cạnh. Xin chào và hẹn lại quý vị vào những video lần sau.